Tối ngày 3 tháng 6 tại khách sạn Riverside Sài Gòn, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã trình làng bộ sưu tập mới nhất của mình mang tên Quý Cô Sành Điệu, cùng với sự góp mặt của nhiều celeb nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Với hai gam màu chủ đạo trắng xanh, nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã giới thiệu đến giới mộ điệu thời trang một bộ sưu tập mang phong cách độc đáo, lãng mạn, bồng bềnh và tinh tế, làm tôn lên nét đẹp vĩnh hằng của người phụ nữ. Đây là một trong những bộ sưu tập mà Khánh rất là yêu thích, tại vì nó có mang tính chất rất là đơn giản nhưng mà nó mang lại cái hiệu ứng rất là sang trọng và tinh tế. Và đó cũng là cái chí hướng mà thương hiệu Khánh luôn luôn muốn hướng đến. Và ngày hôm nay với một cái venue có một cái mặt bằng có thể nói là sang bậc nhất của Sài Gòn mà được trình diễn bộ sưu tập của mình thì còn gì hạnh phúc bằng. Có thể nói là nó trang trọng lên cái bộ sưu tập của mình lên gấp nhiều lần hơn nữa. Khánh xin cảm ơn rất nhiều về đơn vị tổ chức cũng như là khách sạn 5 sao Reverie đã cho Khánh một cơ hội có thể trình làng bộ sưu tập những Quý Cô Sành Điệu của mình. Màu sắc chủ đạo đây là những màu trung tính, màu trắng và màu xanh dương. Đó là những màu mình nghĩ có thể là không có thể nào đi đôi với nhau được. Cho nên Khánh tự challenge, tự làm khó bản thân mình là kết hợp những mẫu màu có thể nói là tương phản nhau bằng những chi tiết nho nhỏ nhưng mà có thể gắn kết lại, có thể một kết hợp hoàn hảo. Và đó cũng là một trong những cái ý tưởng lần này, đó là sự kết hợp quyện vào để đem lại cái nét đẹp vĩnh hằng, là nét đẹp đẹp nhất, là cái nét đẹp là sự tự nhiên của người phụ nữ. Đêm thời trang còn có sự tham gia của nữ ca sĩ Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà và đông đảo những nghệ sĩ doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước. Tại đây, hai nữ ca sĩ đang được yêu thích nhất hiện nay đã khuấy động buổi tiệc bằng những bài hit sinh động gắn liền với tên tuổi của họ.